Hôm nay em chuyển 10 con đi Lạng Sơn. Đây là 10 con Lạng Sơn. Đến 2, 4, 6, 8, 10. 10 con nặng đi Lạng Sơn, rất là đẹp. Này 22 tháng 5, 10 con đi Lạng Sơn các bạn nhé. Những cái thời điểm này là những chú đà điểu giống của em rất là đẹp, rất là nhiều. Quý vị các bạn có thể gọi đến 0335305982 để được tư vấn kỹ thuật và được đặt mua con giống. Bây giờ đến giờ em phải đi gửi hàng rồi. Em xin nay 22 tháng 5 em gửi hàng này. Nghỉ 10 con. 10 con cho các bạn là đuôi 282. Bên em gửi lên Cao Bằng nữa. Cao Bằng một đơn 2 con và một đơn đi Lạng Sơn là Lạng Sơn. Trung tâm thương mại Đồng Đăng Lạng Sơn. Chị Huệ 0974889227. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.